Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lồng đèn xinh xắn như thế này. Bên trong mình cũng có lắp đèn cho cái phần lồng đèn của mình thêm lung linh ha. Có thêm tay cầm cho bé có thể xách theo đi chơi nè. Mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc mình cũng có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau ha. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng sợi dệt màu trơn. Sợi dệt của mình nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.5 cho đến 1.75 mm. Kim móc thì ở đây mình sử dụng đó là hai loại kim ha. Loại kim thứ nhất đó là kim 3.5 mm. Mình sử dụng đầu kim này để mình chập đôi cái sợi dệt lại, mình móc cho cái phần thân của lồng đèn. Còn đầu kim thứ hai là đầu kim 2.5 mm, là đầu kim số 4 nè. Đầu này thì mình sẽ móc cái đèn chụp của công tắc ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm nè, kéo cắt len, nút để cài cái phần công tắc. Một cái đèn nhấp nháy như thế này, độ dài tầm khoảng 1 mét ha, nó có công tắc canh chỉnh nè. Thêm cho mình là một cái cán nhựa. Cái cán này các bạn có thể mua ở ngoài tạp hóa cũng được ha. Cán này mình dùng để lắp cái bong bóng nè. Ở đầu của nó có thêm một cái cụm ở phía trước nữa, nhưng mà mình cắt nó đi, mình chỉ lấy cái chụp này với lại cái thân thôi ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình cán gỗ cũng được. Và để cho phần lồng đèn của mình được cứng cáp á, ở đây mình sử dụng thêm một loại keo sữa. Nó sẽ có cái hiệu là ATM nè. Loại keo này thì các bạn có thể dễ dàng mua ở những cái cửa hàng bán đồ công nông ha. Thì khi mình đã có được keo sữa rồi, các bạn có thể thay đổi những cái loại len tùy thích, không nhất thiết phải là sợi dệt hoặc là những cái loại sợi cứng ha, có thể sử dụng len mềm cũng được. Thì khi mình sử dụng cái keo này nè, mình bôi vào trong cái sợi len của mình, nó sẽ cứng cái sợi len đi ha. Và kèm theo đó các bạn chuẩn bị cho mình thêm một quả bóng để mình giúp cho phần lồng đèn của mình được đứng form nè. Đầu tiên thì chập đôi cho mình hai sợi dệt lại, sử dụng kim 3.5 mm. Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài, dài tầm cỡ cái phần tua rua bên dưới ha. Sau đó mình tạo một vòng tròn nè. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ bảy nè. Nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên ta hoàn tất, tạo ra được 7 mũi móc đơn. 7 mũi này sẽ tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai 7 chân đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mà mình vừa kết thúc cái hàng đầu tiên, đó là cái chân này nè. Móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng làm tương tự cho mình cho đến chân cuối cùng ha. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư tương tự, 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ bảy là chân móc cuối cùng, móc 2 mũi móc đơn. Ta tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đơn ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng này, móc vào một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai của mình hoàn tất, tạo ra được 14 mũi móc đơn. 14 mũi này tạo ra 14 chân cho vòng kế tiếp. Thì vòng kế tiếp móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là vòng này mình sẽ có được một cụm móc như thế này. Một móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Một móc đơn nè, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. ta có được cụm thứ hai, cụm thứ 7 nè. Hai móc đơn cùng chân móc sẽ nằm ở chân cuối cùng ha. Hoàn tất thì mình sẽ có được tổng cộng là 7 cụm móc như thế này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục mình sẽ tăng thêm một vòng móc nữa, thì vòng kế tiếp móc cho mình theo công thức như sau. Hàng phía dưới của mình có một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc, thì hàng kế tiếp tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi, mình sẽ có hai mũi mỗi chân ha. Móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi nè. Khi có được hai mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc hai mũi cùng chân móc. Như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có cụm móc như thế này, hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc. Các bạn cũng móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng, ta sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân nè, sau đó là hai mũi cùng chân móc, ta có cụm thứ hai. Cụm thứ 7 cũng nằm ở 3 chân móc cuối cùng ha, hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc nằm ở chân cuối cùng. Ta tăng được 7 mũi cho vòng móc này, tạo ra được tổng cộng là 7 cụm như thế này. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Khi mình đã có được cái độ rộng của 4 vòng móc như thế này, tạo ra được cái độ rộng của phần đáy lồng đèn rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo cái họa tiết bên trên ha. Khi kết thúc được cái vòng thứ tư này, các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. 5 cái mũi mà mình vừa tạo này nó sẽ tương ứng với cái chân móc đầu tiên rồi. Tiếp tục mình sẽ bỏ qua cái chân móc thứ hai và đâm kim vào cái chân móc thứ ba, móc vào đó một mũi dời. Từ đây móc lên 5 mũi móc xích. Sau đó mình tiếp tục bỏ qua một chân móc, bỏ vào một cái chân móc nguyên ha, sau đó móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi dời. Ta sẽ tạo ra được những cái khoảng trống như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng ha. Mình cứ lên 5 mũi móc xích, sau đó bỏ qua một chân móc kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi dời, lên 5 mũi móc xích và làm tương tự cho đến hết vòng. Bỏ qua một chân ha, móc vào chân kế tiếp một dời. Sau khi đã móc đến cuối vòng tạo được 13 cái họa tiết như thế này rồi, thì lúc này mình sẽ còn dư lại một chân móc cuối cùng. Thì cái chân móc cuối cùng này cũng là khoảng cách của các cái họa tiết mà mình tạo đây ha. Mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích và tạo cái họa tiết thứ 14 là họa tiết cuối cùng nè. Để kết thúc cái họa tiết thứ 14 này, các bạn đâm kim vào cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng thứ tư á. Đây là cái chân ở phía sau này nè, mình sẽ móc vào đó một mũi dời. Ta sẽ có được tổng cộng là 14 cái họa tiết như thế này. Tiếp tục mình sẽ tạo cái độ rộng cho họa tiết của mình ở hàng tiếp theo ha. Thì mình sẽ di chuyển kim đến chính giữa của cái họa tiết đầu tiên nè. Họa tiết đầu tiên của mình nó có 5 mũi móc xích. Thì 5 mũi móc xích này, cái chân nằm chính giữa sẽ là chân móc thứ 3 ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình lần lượt từ cái chân móc của mũi móc xích đầu tiên nè, ở cái họa tiết đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Đây ha, đây là cái chân xích đầu tiên nè, móc vào một mũi dời. Tiếp tục đến chân xích thứ hai cũng móc một mũi dời. Và cái chân xích thứ ba cũng móc một mũi dời. Khi đâm được 3 mũi dời vào 3 chân móc thì cái chân móc xích thứ ba này là chân nằm chính giữa của cái họa tiết đầu tiên rồi. Từ đây mình sẽ móc lên là 7 mũi móc xích để tạo cái độ rộng cho họa tiết của mình ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 7 mũi móc xích. Tăng lên 2 mũi nè, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Khi có được 7 mũi móc xích rồi, mình di chuyển kim đến họa tiết kế tiếp. Thì họa tiết này cũng có 5 mũi móc xích. Mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ 3 là chân xích nằm chính giữa. Móc cho mình vào đó một mũi dời ha. Các bạn có thể đếm từ dưới lên trên hoặc là mình canh cái chân nằm chính giữa và mình đâm kim vào đó, móc một mũi dời. Ta tạo ra được cái độ rộng như thế này. Tiếp tục móc lên cho mình 7 mũi móc xích. Tương tự giống như cái họa tiết đầu tiên thì mình cũng di chuyển kim đến cái họa tiết thứ 2, họa tiết thứ 3 của hàng bên dưới, cũng đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa là chân móc thứ 3 nè, móc vào một mũi dời. Đâm kim vào chân xích thứ 3 ha, móc vào đó một mũi dời. Tương tự giống như những cái họa tiết bên này thì mình cũng móc lên 7 mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối. 7 mũi xích nè. 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đâm kim vào họa tiết kế tiếp là chân móc nằm chính giữa chân thứ 3 nè. Móc vào một mũi dời. Lên 5 xích và làm tương tự đến hết. Sau khi móc đến hết tạo ra những cái họa tiết như thế này thì cuối cùng mình cũng còn lại một cái cụm cuối nè. Móc lên 7 mũi móc xích. Để kết thúc cái họa tiết này, đâm kim vào cái chân của cái mũi mà ta bắt đầu móc của cái họa tiết đầu tiên nè. Tức là cái chân của mũi móc xích thứ 3 mà mình dời lên á. Móc vào đó một mũi dời. Lúc này các bạn để ý cho mình nè. Mình móc lên một hàng xích, sau đó móc một hàng dời thì nó sẽ tạo cái độ dày cho cái họa tiết của mình ha. Thì khi các bạn cứ móc thẳng tiến lên như vậy thì cái mũi dời của mình nè, nó sẽ nằm chéo lên như thế này. Mình sẽ tạo dít chắc để cho cái phần dày này nó nằm ở một bên thôi ha. Thì để tạo cái dít chắc này nè, đến cái hàng móc này các bạn sẽ quay ngược đầu móc cho mình theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ nè. Lúc này cái họa tiết của mình đang là 7 mũi móc xích thì 7 mũi này chân nằm chính giữa là chân móc thứ 4, mình sẽ dời kim lần lượt đến chân móc thứ 4 ha. Dời ngược lại nè. Chân đầu tiên nè. Tiếp tục chân móc thứ 2. Chân móc thứ 3. Và chân móc thứ 4. Khi móc đến được cái chân thứ 4 là chân nằm chính giữa của cái cụm phía sau này rồi nè, thì cái phần G của mình nè, cái phần độ dày này nó sẽ tạo cái họa tiết xích sắc nằm ở một bên hông thôi ha. Các cái khoảng trống này nó đủ vừa phải để mình tạo ra được cái khoảng trống của lồng đèn rồi. Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi cái họa tiết là 7 mũi móc xích chứ không cần phải tăng mũi nữa ha. Thì từ đây mình sẽ móc lên 7 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục làm tương tự như hàng bên dưới, di chuyển kim đến họa tiết kế bên và đâm kim vào chân nằm chính giữa. Thì 7 mũi này chân nằm chính giữa sẽ là chân móc thứ 4, móc vào một mũi dời. Tiếp tục móc lên 7 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc nằm chính giữa của họa tiết kế tiếp, móc một mũi dời. Các bạn cũng có thể đếm từ dưới lên trên hoặc là mình canh cái chân nằm chính giữa là được ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì họa tiết cuối cùng của mình, các bạn cũng móc lên 7 xích, sau đó đâm kim vào cái chân mà ta bắt đầu móc của cái họa tiết đầu tiên á, là cái chân mà mình dời lên nằm chính giữa nè. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó làm tương tự cho mình. Lúc này cái hàng mũi dời của mình nó đã nằm lùi ra phía sau rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến cái hàng mũi dời lên phía trước để nó tạo cái đường xích xắc này ha. Cái độ dày này nó sẽ nằm xích xắc với nhau nè. Các bạn sẽ móc cho mình thẳng tiến từ chân móc xích thứ nhất cho đến chân móc xích thứ 4 của họa tiết đầu tiên này. Một mũi nè. Tiếp tục mũi dời vào chân thứ 2. Dời vào chân thứ 3. Và dời vào chân thứ 4. Chân thứ 4 này là chân nằm chính giữa rồi ha. Thì các cái khoảng trống của mình sẽ dừng lại ở 7 mũi móc xích. Các bạn sẽ tiếp tục móc lên 7 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân nằm chính giữa của họa tiết kế bên, móc một mũi dời. Tiếp tục lên 7 mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Và khi móc đến điểm kết thúc thì móc mũi dời vào chân kết thúc này, sau đó mình sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ lại, mình sử dụng mũi dời móc ngược lại ha. Cứ móc ngược lại, sau đó móc thẳng tiến, ngược lại và thẳng tiến. Các bạn sẽ móc cho mình làm sao cho cái hàng mà mình móc lên 7 mũi móc xích là 4 cái hàng móc là được. 7 mũi xích nè. Đâm kim vào chân nằm chính giữa của họa tiết kế bên, móc một mũi dời. Sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được 4 cái hàng móc mà ta có 7 mũi móc xích rồi á, thì đến cái hàng móc kế tiếp, các bạn sẽ giảm cho mình cái mũi móc xích này bằng với lại cái hàng phía dưới, thì mình sẽ có 5 mũi móc xích. Được 5 mũi rồi, mình cũng đâm kim vào chân nằm chính giữa của 7 cái mũi ở hàng kế bên này, móc một mũi dời. Tức là mũi xích lúc này của mình nó sẽ giảm dần ha. Tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích nè. Đâm kim vào cái chân nằm chính giữa của họa tiết kế bên, móc một dời. Lên 5 xích và làm tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục di chuyển kim đến chân nằm chính giữa của cái cụm đầu tiên. Thì ở đây của mình là 5 xích, 5 xích sẽ dời đến cái chân xích thứ 3 ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Cái chân xích nằm chính giữa này móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó di chuyển kim đến cái họa tiết thứ 2 và mình cũng đâm kim vào cái chân nằm chính giữa của họa tiết thứ 2. Tức là 5 mũi xích này, chân nằm chính giữa là chân thứ 3 ha. Móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục làm tương tự cho các cái họa tiết còn lại cho đến cuối nè, mình sẽ viền lại được cái phần miệng của lồng đèn. Đâm kim vào chân nằm chính giữa của họa tiết kế bên, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì lúc này cái phần miệng của lồng đèn đã có cái độ bo nhỏ lại rồi. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Mình sẽ tạo được một cái form cho lồng đèn của mình như thế này. Tổng số mũi móc của cái hàng này nó sẽ bằng với tổng số mũi móc của cái hàng thứ 4 ở phần đáy nha. Từ đây mình sẽ tạo cái sợi dây để mình đeo nè. Các bạn móc lên cho mình 10 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Giữ tay ở cái chân móc thứ 10. Sau đó tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích. 2, 3, 4 và 5. Được 5 mũi rồi mình di chuyển kim ngược lại về chân thứ 10. Móc vào một mũi dời. Thì mũi dời này là cái chân đầu tiên của cái sợi dây đối diện ha. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình thêm 9 mũi móc xích nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Thì 9 mũi mà mình vừa tạo với cái mũi xích mà mình vừa dời đó, nó sẽ tạo ra được 10 mũi bằng với cái sợi dây ban đầu nhé. Và mình cũng tạo ra được cái khoảng trống để mình có thể đeo dây ở bên trên nè. Cái vòng mà mình kết thúc ở phần miệng của lồng đèn nè, mình sẽ có tổng cộng là 28 mũi móc đơn. Thì 28 mũi đó các bạn chia đôi ra cho mình. Mình sẽ đếm qua đến chân móc thứ 14 là một bên ha. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 15, móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len lúc này đang nằm ở phía ngoài. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc. Kéo sợi len ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần dây của lồng đèn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành pha keo cho cái phần lồng đèn của mình được cứng cáp nè. Sử dụng cho mình khoảng tầm 3 muỗng keo ha. Keo sữa ATM. Thì 3 muỗng này nó sẽ tương đương mình sẽ làm được một cái lồng đèn nè. Một cái bịch như vậy có thể làm tầm khoảng 10 đến 12 cái ha. Sau đó pha cho mình thêm một ít nước. thì nước nó sẽ bằng 1/2 so với lượng keo. Các bạn sử dụng bao tay nè, mình sẽ vò làm sao cho phần keo với lại phần nước của mình nó hòa đều với nhau. Sau khi đã tạo được một cái hỗn hợp hơi lỏng như thế này nè, nó có cái độ chảy vừa phải, thì các bạn sẽ đưa cho mình cái phần lòng đèn. Ở hai cái xích mà mình tạo đầu tiên này nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái vòng tròn đầu tiên, kéo cho nó xuống phía dưới để lát nữa mình sử dụng làm tua rua ha. Sau đó mình sẽ nhúng cái lông đèn của mình vào trong hỗn hợp keo. Các bạn nhúng ướt, sau đó mình vắt khô lại ha. Nhúng cho đều nè. Nhúng cho đều ướt hết cái phần lông đèn của mình nha. Khi khô á, thì cái lớp keo trong của mình nó sẽ bám vô trong cái sợi len, nó sẽ không có thấy cái lớp keo trắng đó nha. Bôi được đều đến cái phần lòng đèn rồi thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái bong bóng. Mình sẽ đưa cái phần bong bóng này vào bên trong. Sau đó các bạn thổi cho mình cái bong bóng này nó căng lên ha. Mình sẽ kéo căng chỉnh cho cái phần lòng đèn của mình nó được đều lại nè. Cột cái phần miệng của bong bóng lại ha. Sau đó mình sẽ treo cái sợi dây ở phía trên lại. Các bạn sẽ phơi nắng cho mình một ngày, hoặc là mình có thể sử dụng máy sấy để sấy cho nó khô nhanh hơn ha. Thì sau khi đã phơi một ngày ở ngoài nắng rồi thì mình sẽ có được một cái lớp keo dính cứng vào trong cái sợi len của mình như thế này. Tháo cho mình cái bong bóng ra nè. Đây, như vậy là cái lớp len của mình nó sẽ cứng lại, giúp cho cái phần lồng đèn của mình nó ra form hơn ha. Hai cái sợi len mà mình để ở bên dưới, các bạn sẽ tạo cho mình những cái sợi len khác có cái độ dài vừa đủ để tạo tua rua. Sau đó cắt cái đoạn tua rua này nè. Khi đã có được một nắm tua rua như thế này rồi, mình sẽ đưa nó vào chính giữa của hai cái sợi len mà mình chừa ra ở bên dưới đáy á. Canh chỉnh cho hai đầu tua rua bằng nhau. Từ đây các bạn sẽ cột guốc lại cho mình ở cái điểm nằm chính giữa này ha. Kéo thiệt là chặt nè. Sau đó chụm các cái đầu len lại với nhau. Tiếp tục cắt thêm một đoạn len vừa đủ dài. Các bạn sẽ chọn cho mình từ trên xuống khoảng tầm 1 cho đến 1,5 cm để mình tạo cái đầu của tua rua ha. Sau đó tiếp tục cột cuốc lại. Khoảng tầm 1 cho đến 1,5 cm nè, tùy vào cái độ dày của phần tua rua ha. Sau khi đã cột cuốc lại rồi, mình có thể sử dụng thêm một ít dây ri băng để mình quấn quanh chỗ này trang trí lại cho cái phần tua rua của mình ha. Giúp cho cái phần g này nó không có bị lộ ra bên ngoài ha. Cắt cho cái phần tua rua nó bằng nhau. Sau đó mình sẽ tạo cái dây đeo ở bên trên. Dây đeo thì các bạn gỡ cho mình một đầu của cái phần cài ra nè. Sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Xỏ cái đoạn len này vào trong cái khoảng trống mà mình tạo ở phần dây á. Chụm hai cái đầu len này lại. Tháo cái phần nút này ra, sau đó đặt cái sợi dây á, nằm ở chính giữa của phần nút này nè. Mình sử dụng cái ống dài này, mình sẽ đâm cho cái hai cái sợi len của mình nó thụt vào trong ha. Cắt cái đoạn len thừa đi. Sau đó mình sẽ hít thật mạnh lại để cho cái phần len của mình nó thụt vào bên trong luôn ha. Ta sẽ tạo ra được một cái dây đeo xinh xắn như thế này. Để cho phần lồng đèn của mình nó được xinh xắn hơn thì các bạn sử dụng thêm cho mình một cái đèn led với nhiều cái chế độ đèn sáng như thế này. Mình sẽ móc một cái phần chụp cho cái đầu nút này ha. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7, được 7 mũi rồi, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì cái cách móc này cũng giống như là cái phần đáy của lồng đèn ha, nhưng mà mình chỉ móc một sợi nè, sử dụng kim 2,5 mm. Tiếp tục đến vòng móc thứ hai, tương tự mình có 7 chân móc thì mỗi chân móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Ta sẽ có được 14 mũi móc đơn ở cái hàng móc thứ hai ha. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba tương tự móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm. Chân móc thứ sáu. Và chân móc thứ bảy cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Khi móc kết thúc vòng thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nó khít lại nè. Thì hai vòng móc này nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa phải để mình có thể chụp lại cái phần công tắc này nè. Từ hàng móc thứ ba mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc đều cho hết cái hàng móc này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi nó có được một cái chiều cao mình có thể chụp vừa phải với cái phần công tắc này ha. Mình sẽ hoàn tất được 6 hàng móc đều nè, kết thúc cái hàng móc thứ 6. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích tầm khoảng 6 cho đến 8 mũi móc tùy vào cái nút mà các bạn sử dụng ha. Được cái độ dài này rồi, khi gặp đôi lại đâm kim vào chân của mũi mà ta vừa móc mũi dời, kết thúc vòng cuối cùng, móc một mũi dời, sau đó kéo và cắt len, tạo ra được cái độ rộng của hàng xích này để mình luồn phần nút rồi. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc vừa móc mũi dời, kéo sợi len ra phía sau, sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục ở bên đối diện các bạn sẽ may cho mình thêm một cái hạt nút ở phía sau để mình có thể cài lại. Thì khi mà trường hợp cái phần đèn của mình nó hết pin đó, các bạn có thể mở ra, mình tháo cái công tắc ra và có thể thay pin ha, để có thể sử dụng được lâu dài hơn. Đây mình sẽ tháo cái đầu này ra nè để cho pin nó chạy. Nó có nhiều chế độ nhấp nháy ha. Xỏ cái phần công tắc này vào trong cái túi mà mình vừa tạo nè. Các bạn xỏ cho mình theo bề ngang này nha. Sau đó sử dụng cái khuyên mà mình tạo ở bên trên, mình cài nút lại nè. Cái phần công tắc của mình lúc này nó đang nằm ở bên trên nhé, nằm ở một bên hông của túi mình nè. Các bạn sẽ kéo dài cho mình 1 mét của cái đèn này, sau đó mình sẽ chập đôi lại. Khi chập đôi lại rồi mình sẽ quấn một vòng ở đây, khóa một vòng lại nè. Sau đó tiếp tục chừa một đoạn vừa đủ, quấn thêm một vòng thứ hai, khóa lại ha. Tiếp tục chừa một đoạn vừa đủ, quấn một vòng thứ ba. Và chừa một đoạn vừa đủ, quấn cái vòng cuối cùng. Thì lúc này nó có thể dàn đều được cho mình cái phần đèn này ra xung quanh cái phần lồng đèn ha. Mình sẽ tạo được 4 vòng tròn dàn đều cái phần đèn ra rồi nè. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi dây này vào bên trong của lồng đèn. Thì cái phần dây khóa nè, đây cái phần dây mà mình đeo ở đây nè, các bạn sẽ chích cho mình một ít keo nến hoặc là mình cũng có thể sử dụng kim khâu, mình khâu ở một bên phía trong của thân lồng đèn ha. Các bạn có thể thấy công tắc của mình khi mà mình nhét vào nó nằm ở bên trên nè, mình có thể dễ dàng bấm để canh chỉnh chế độ của đèn. Và để cho phần thân lồng đèn của mình nó không có bị đơn giản quá, các bạn có thể móc thêm cho mình những cái họa tiết khác, mình trang trí đính kèm ở phía ngoài của cái phần công tắc, giúp cho phần lồng đèn của mình nó sẽ có điểm nhấn hơn ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công và có một mùa trung thu vui vẻ.